Này cậu, cậu làm gì thế? Tớ đang đạp này, tớ 20 tuần tuổi rồi. Tớ đạp để nhắc mẹ uống sữa Similac Mom. Đây là thời điểm quan trọng để mẹ truyền cho tớ sức đề kháng đấy. Thích nhỉ? Thế tớ cũng đạp nữa nhé. Còn nhắc mình uống Similac Mom đấy. Similac Mom có chứa titan và các dưỡng chất khác giúp tăng cường sức đề kháng ngay từ trong bụng mẹ, để bé yêu thật sự khỏe mạnh khi chào đời. Similac Mom tràn đầy tình yêu thương của cha mẹ. Sản phẩm của iBot Hoa Kỳ. Tận hưởng cảm giác tươi mát đầy sức sống. Lăn khử mùi Nivea Energy Fresh. Những chiếc xúc cỏ chanh tươi mát bất tận. Khử mùi, ngăn tiết mồ hôi hiệu quả chỉ một lần sử dụng. Cả ngày tươi mát năng động. Từ Nivea Energy Fresh tươi mát bất tận. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Bây giờ mình nhờ tôi đúng rồi nhé. Không cần mặt ra đâu, mình nóng lắm. Tất nhiên, bài có thể cho hai người. Gen Plus Advanced IQ tự hào tài trợ Học viện IQ cho bé yêu vượt trội.